là chân váy ngắn, nhưng bốn kiểu này cực hợp mùa đông, diện lên đã trẻ ra còn cao thêm ít nhất 5 phân. 1. Chân váy dạ. Mang chất vải của mùa đông, chân váy dạ hiển nhiên là item nên đứng đầu list những kiểu chân váy mini cần sắm của các chị em. Item này khi mix với bốt cao cổ hay quần tất, áo len và một kiểu áo khoác sẽ cho người diện xét đồ đủ ấm áp chứ không phong phanh chút nào. Thế nhưng quan trọng không kém, chân váy dạ chính là mảnh ghép hoàn hảo để tạo nên những set trang phục thanh lịch, trang nhã nhưng cũng chẳng kém phần thời thượng, sang chảnh. Hãy ưu tiên những chiếc chân váy ngắn màu trung tính như ghi xám, nâu, trắng kem và be vì vừa dễ mix đồ, lại vừa đảm bảo độ hài hòa, sành điệu cho tổng thể. 2. Chân váy da. Chân váy da cũng rất ấm áp nhưng điều thú vị nhất là kiểu chân váy này giúp thăng cấp vẻ xịn sò, ăn chơi cho tổng thể rất hiệu nghiệm. Bản thân chân váy da cũng đã rất nổi bật, bắt mắt nên bạn không cần quá cầu kỳ trong khoản mix đồ, cứ kết hợp với những chiếc áo đơn giản, vậy là xịn đẹp hết biết, còn tổng thể thì vẫn giữ được độ hài hòa. Chân váy da không chỉ có màu đen, những phiên bản như trắng kem, ghi xám, nâu cũng rất đáng để chị em thử nghiệm. 3. Chân váy denim. Mùa nào diện chân váy denim cũng hợp. Sự xuất hiện của item này sẽ giúp set đồ của bạn tăng thêm bội phần trẻ trung, ngay cả khi bạn đang mix với những chiếc áo tối màu, tưởng như có thể cộng thêm cho chủ nhân vài tuổi. Chân váy denim cũng không quá kén chọn kiểu áo mix cùng, bạn nên biến tấu linh hoạt giữa một kiểu từ áo len cổ tròn, cổ tim, áo thun cho đến áo cardigan cài khuy kín mít. Có như thế, phong cách sẽ thêm đa dạng, không nhàm chán. 4. Chân váy dép ly. Nói về độ ngọt ngào xen lẫn nét trẻ trung, nữ tính, thật khó có phiên bản nào vượt qua được chân váy ngắn dép ly. Vừa khéo, item này còn đang là mốt được các quý cô sành điệu diện rất nhiệt tình. Duy chỉ có một điều cần lưu ý, đó là hãy né những phiên bản màu mè, ưu tiên chân váy dép ly màu trung tính, nhã nhặn và mix với những chiếc áo đơn giản thôi các chị em nhé. Theo efamily.vn, tôn shop sưu tầm và tổng hợp.